lái sang đi, đổ tiền sang đi rồi cô tính toán học. Ý là chị đang rảnh hạt luôn chứ giờ cũng mở tiền thời gian mùa hạt này. Chị ra sale rồi. Trời ơi, xuống hạt ngày cơ. Nó xài cho mày bông được đến lông rồi, mà có cái lông đâu anh đi ta? Thầy dạt đúng cái bông chị lần màu đó, ra hết bông lần này, ra cái bông của lấy lông. Đỡ dễ sợ luôn á thầy, đúng không? Thì cây mũi gì đây là to rồi, nhưng mà hát cụ không có nhỏ, nhưng có to rồi dưới này, đúng không? To lắm đó bác, không biết nữa. Chị nói chị làm nghề làm tóc mà. Ừ. Người nó mà làm nghề nớ nữa thôi. Là bên Phan Đăng Lưu rồi mà. Kiến, lỡ chị về kêu chị bịch luôn ha, cái khẩu trang y tế đó kia. Dạ. Dạ.
Nó qua đưa cho bà 3 triệu. Đưa chưa? Đưa rồi. Đỡ mà. Dạ. Ký hiệu của chị biết rồi đó. À, Tú hả? Cái anh đó ảnh đi được không? Ừ. Chạy từ đây tới bệnh viện gia đình sát rồi, không biết con. Chocolate xe máy là thôi kiếm ngay. Chạy trời mưa nó chạy như bão ngoài đường luôn. Đây em làm YouTube cái này đây. Chị có chị thắc mắc cứ nhắn tin cho em nha chị. Dạ rồi, chị à, sang vô Facebook đồng ý cái bạn của chị nha. Bút không được hả? Bút là không nhận thôi điều đó à, kiến kiến gỗ dạ, cái dạ dạ rồi chị tâm sinh viên á, cô thì có cái chữ bê lưu tâm sinh viên trong đó không? Gọi gì đấy? Ừ, danh bạ gì đấy, gỗ cái anh đó anh chở chị. Chị chờ chút bán ra bút lại đây chị nghe. Dạ alo. Đưa bài nói chuyện cho. Anh Tâm. Alo. Dạ. À, anh Tâm hả? Dạ. Bêu đây. Anh Tâm à, đi từ nhà Bêu qua Phan Đăng Lưu bao nhiêu tiền anh Tâm? Khách hỏi. 32 Phan Đăng. À, anh bạn hả? Dạ rồi, ok. Dạ rồi. Gấp máy đi chứ, tâm bạn rồi. Cứ lại cho người khác. Cái trường này rồi chị ạ. Không, bóp lại.